Vâng, chào quý vị các bạn nhé. Mình đang có mặt ở nhà vườn Thông Mơ, ông bà Thông Mơ ở ngay thành phố Thanh Hóa, thì phải nói là một con long phá để mình quay lại gần cho các bạn xem này. Đúng không ạ? Bầu bệ rất đẹp, rất già. Đây, màu vàng đồng nhé các bạn, chuyển hết thành màu vàng đồng. Bầu bệ cực đẹp. Có con tử này, tử là cũng là một tác phẩm khá là kinh điển. Và hiện tại Phương đang có mặt ở nhà vườn ông bà Thông Mơ nhé các bạn, ở ngay thành phố Thanh Hóa. Nếu các bạn có thời gian, có muốn chiêm ngưỡng cây thì có thể đến tham quan ở ngay thành phố Thanh Hóa thôi các bạn ạ. Phải nói một nhà vườn đẳng cấp các bạn nhé. Mình đi rất nhiều các nhà vườn, nhưng phải nói nhà vườn nhà ông bà Thông Mơ phải đẳng cấp quốc gia các bạn ạ, chứ không phải có một số lượng cây rất lớn, rất nhiều. Và phải là người tâm huyết về cây cảnh, đam mê về cây thì mới sở hữu một cái lượng cây lớn thế này. Toàn những cây già và cây rất là đẹp. Đây các bạn, các bạn nhìn thấy bộ chân móng của nó trải dài khắp chậu, không phải ai muốn cũng sở hữu đâu. Có những người có tiền mà cũng không thể sở hữu được những cây này các bạn ạ, với một số lượng cây rất lớn và rất giá trị về kinh tế các bạn nhé. Kể cả từ những cái cây rất nhỏ, cây bonsai, đến những cái cây đại thụ. Các bạn, mình đang quay cho các bạn xem về cái bộ bệ của cây, được cấy nguyên trên đá da voi. Đây các bạn này, đá này. Tay cành có độ cắt giật rụt rịt. Các bạn, phá ra một con long, cổ. Đây là một con long cổ mà phá thành một con long phá cách nhé các bạn. Đấy. Với thời gian gần đây một phá cách, ngày trước nó là một con long. Đây, mình tiếp tục gửi đến quý vị các bạn đây một tác phẩm Tùng La Hán. Tùng La Hán ạ. Tác phẩm Tùng Trực rất tiểu điệu. Đây có một vết cắt nó đã bò rồi các bạn. Đấy, vết cắt này cũng khá lâu rồi và nó đang bò để chỉnh thế cây, rất tiểu điệu, phải nói rất hài hòa. Một Tùng La Hán rất đẹp. Hai bên của cây đại thụ này thì có hai con trực lắc nhé các bạn, hai trực lắc già. Và phía bên này là một đôi các bạn nhé, một đôi trực lắc. Trực lắc lại có tử phía dưới. Đây đây các bạn này, cho các bạn xem. Mình sẽ quay từng con một này. Chân bệ một con tử khá là đẳng cấp.
Đây một con là các bạn nhé, một đôi. Phía trước này một đôi ngay phía phía trước, đặt phía trước của cây đại thụ. Một đôi các bạn. Tôi rất muốn quay nhanh đến những cây khác nhưng mà không muốn để những bạn xem nó bị giật, nên là quay rất chậm để các bạn có thể ngắm nó. Và những vết đục nó đã co. Đấy, những vết rễ đã đục bỏ đi và nó co lại. Đây, các bạn đang xem mình quay cây rất là đẹp. Một cây xanh năm điền. Cây rất đẹp đúng không ạ? Mình sẽ quay một clip về cây này cho các bạn xem. Cây rất cao. Cây phải cao đến tầm khoảng 5 m. Chậu rất to các bạn nhé. Đây bộ bệ này. Cây rất đẳng cấp đúng không ạ? Cây rất đẹp. Đây các bạn thấy bộ bệ của nó này, bộ bệ trải dài. Có lẽ phải lùi ra rất xa thì mới hết được cây này. Đấy, nó một vườn cây đẳng cấp. Quá đẹp. Đây các bạn. Cây rất già. Một cây thuộc dạng đẳng cấp nha các bạn. Bộ chân móng rất đều nhau. Rất đều. Một cái chậu to. Đây các bạn. Chậu. Có lẽ cây này chưa xuất hiện ở các cuộc triển lãm các bạn ạ. Nên rất nhiều bạn chưa biết đến nó. Chưa biết đến cây này. Một cây xanh già năm điền. Những cái rễ nó bùm xuống các bạn nhé. Những cái rễ đấy nó bùm xuống rất đẹp.
Đây mình quay từ xa là các bạn thấy được cái bóng của nó. Tác phẩm rất đẹp đúng không ạ? Video này thì tôi sẽ quay về Tùng La Hán cho các bạn xem. Các bạn muốn xem về những video về cây đẹp như thế thì mình sẽ làm một cái clip riêng về nó. Đây các bạn này, bộ bệ của nó đẹp không ạ? Cây tùng rất rất hữu điệu. Ở đây nó lắc rất là hữu điệu, cây nó lắc lên. Rất lắc khá đẹp. À, các bạn đang xem trên kênh của Phương Ca Cơ thì nếu yêu quý kênh thì hãy cho mình một đăng ký nha các bạn. Đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem những video này. Những video phải nói là những vườn cây đẳng cấp. Không phải là đơn giản mà vào đây quay được đâu các bạn ạ. Đấy. Nên là các bạn xem thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem biết những cái video này nhé. Chào quý vị các bạn, mình sẽ gửi đến các bạn video tiếp theo về vườn cây này. Chào quý vị các bạn.